Ngày 15 tháng 6, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập một số đối tượng để lấy lời khai liên quan đến vụ xịt hơi cay chém người thương tích trên địa bàn. Trước đó, trưa ngày 14 tháng 6, một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa xe tải và xe ô tô mang biển kiểm soát 51H46155 ở đường 35, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Sau va chạm, tài xế xe tải bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay hung khí tấn công. Một số người chạy tới can ngăn thì bị nhóm giang hồ tấn công dẫn tới bị thương. Hai nạn nhân gồm một người sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức và người còn lại sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai, được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.